Hội nghị ngành công thương 5 thành phố trực thuộc Trung ương lần thứ 6 năm 2023 với chủ đề Hội nhập quốc tế thúc đẩy tăng trưởng xuất nhập khẩu, công nghiệp và thương mại dịch vụ giai đoạn 2023-2025 vừa được Sở Công Thương thành phố Hà Nội đăng cai tổ chức. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 3 quý đầu năm, kết quả hoạt động sản xuất công nghiệp của 5 thành phố trực thuộc Trung ương duy trì được mức tăng trưởng và cao hơn so với mức tăng chung của cả nước. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của Cần Thơ tăng 3,27%, Hà Nội tăng 2,4%, Hải Phòng tăng 11,55%, Thành phố Hồ Chí Minh tăng 2,8%, chỉ có thành phố Đà Nẵng giảm 1,99%. Về thương mại, 8 tháng năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của 5 thành phố trực thuộc Trung ương chiếm tỷ trọng 38,33% của cả nước. Các thị trường tiêu dùng chiếm tỷ trọng lớn như Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội tiếp tục phục hồi, đóng góp quan trọng vào mức tăng trưởng 10% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của cả nước. Về hoạt động công nghiệp, 8 tháng đầu năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp của 5 thành phố vẫn duy trì được ở mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng chung của cả nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai nhiệm vụ của ngành công thương vẫn đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Đó là tình hình thế giới vẫn tiếp tục khó khăn, biến động, rất khó đoán định. Kinh tế dù có dấu hiệu phục hồi nhưng chậm và không đồng đều ở các quốc gia. Thị trường xăng dầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động do ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, chi phí đầu vào và nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, logistics, lãi vay mặc dù đang giảm dần nhưng vẫn còn ở mức cao, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Khả năng tự chủ nguồn nguyên liệu đầu vào của doanh nghiệp trong nước nói chung còn hạn chế. Tính liên kết giữa các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước với các nhà sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh còn yếu. Trước tình hình này, Bộ Công Thương đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung đẩy mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01 của Chính phủ. Tập trung cao để có thể hoàn thành chất lượng và đúng thời hạn các nhiệm vụ được giao tại chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của ngành công thương năm 2023, các dự án sửa đổi, bổ sung các luật và các chiến lược quy hoạch phát triển ngành. Cùng với đó, tập trung phát triển hạ tầng lĩnh vực ngành công thương gồm công nghiệp, thương mại, năng lượng, liên kết với các địa phương trong khu vực khi triển khai các dự án công nghiệp và hạ tầng thương mại, logistics, năng lượng, hình thành chuỗi giá trị sản phẩm khu vực và cả nước.